Đang rất được mong chờ của Hà Nội Buffalo và trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Bóng thuộc quyền kiểm soát của Hà Nội Buffalo. Báo đen quyết định đột phá vào trong rất nhanh và đã có điểm cho anh Kiệt của Đà Nẵng Dragon. Để vào từ Osakwe. Osakwe đang dẫn bóng rất nhanh và hai điểm tính cho Odin Osakwe. Và Đức Kiên lại bỏ lỡ. Đến lượt Maro xoay người lên rổ. Và đây là điểm số xứng đáng cho tình huống độc diễn của German Maro. Dứt điểm, những đường lối chuyển bóng khá rườm rà của cầu thủ Hà Nội Buffalo. Rồi là một pha ra tay của January, bóng tay của Osakwe. Tuyệt vời. Kiệt lại dứt điểm hỏng. Kiến tạo của Osakwe. Và lần này thì Đức Kiên đã không thể bỏ lỡ cơ hội hai điểm nữa cho Hà Nội Buffalo. Sau hai pha dứt điểm đầu tiên có vẻ hơi thiếu cảm giác thì cuối cùng Đức Kiên cũng đã có cho mình hai điểm đầu tiên của trận đấu này. Bóng trong tay của anh Kiệt rất nhanh. Có thể thấy tốc độ của anh Kiệt là vô cùng khủng khiếp. Dịch và giằng co từ cả hai bên. Từ đến Osakwe. Ở trận trước thì Osakwe đã có được MVP đầu tiên của mình tại VBA. Và giờ thì tiếp tục là một màn trình diễn rất ấn tượng của Yudin Osakwe. Đội Buffalo đã quyết định bắt cả sân. Thì tuy nhiên thì đã có lỗi của Yudin Osakwe và lỗi điểm dành cho Jarius Holder. Bắt 1-1 vâng. Cả sân luôn luôn là một con dao hai lưỡi. Tình huống phá cháp rất tốt của cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Ta vừa nhắc là Osakwe để lại dấu ấn trong mọi điểm số của Buffalo. Thì anh cũng... Và đây sẽ là cơ hội cho Đà Nẵng Dragons. German Maro. Maro tiến vào. Maro lên rổ tay trái. Công ném ba. Lựa chọn cũng đầy tham vọng. Nhưng không mang về kết quả tốt. Điều đường Osakwe. Vẫn là cái tay phải của Osakwe. Hai điểm cho Buffalo. Điểm rất mạnh. Osakwe. Đinh Khánh Tâm vận chuyển bóng hay và khoảng trống ở góc không độ. Ba điểm được ghi cho Công Đình. Chân tay của Huy Hoàng. Và chuyển bóng hơi với của Huy Hoàng. Huy Hoàng quyết định đột phá vào trong. Dứt điểm thì đã có lỗi. Lỗi điểm cho Huy Hoàng. Và lỗi thuộc về Triệu Hoàng Minh. Huy Hoàng đã thực hiện một cú fake pass cho dẫn. Ngoài những cú ném ba điểm rất chuẩn xác của Holder. Khí của anh là được phá từ góc không độ nữa. Cảm thấy là luôn luôn có hai cầu thủ sẵn sàng tốt vào hậu đường. Triệu Hoán Minh lên rổ tay trái rất đẹp mắt của lão tướng Triệu Hoán Minh. Điều mà chúng ta không mấy khi được chứng kiến từ đầu mùa. Từ đến Osakwe được truyền cho Tiến Dương cách end shoot và lần này thì tốt rồi, đã có 3 điểm cho Tiến Dương. Bảy Morrow, Holder, bóng từ góc không độ tuy nhiên lấy bóng lắc rổ đi ra ngoài. Tiếp tục là rebound được. Khá lầm đỗ đã có 2 điểm cho Đà Nẵng Dragon. Phải Holder. Quốc Thịnh đã xin bóng. Đường chuyền rất hay của Holder. Và Quốc Thịnh không làm cho người đồng đội của mình thất vọng. Đang gặp rất nhiều khó khăn. Bước vào hiệp 2 với cách biệt chỉ 3 điểm. Không quá nhiều. Đường chuyền khá cao cho Holder. Holder. Rất đẹp mắt đến từ Jarius Holder. Song phẳng và không hề lép vế chút nào. Trận 1 Hà Nội Buffalo đang có 5 trận thắng liên tiếp. Tiếp tục là một cú cách end shoot hoàn hảo của Tiến Dương. Mình hãy chờ xem liệu Dragons có thể duy trì được điều đó xuyên suốt trận đấu hay không. Holder rất nhanh vẫn lấy được bóng, cố gắng lấy 2 điểm và có ngay 2 điểm cho Jairus Kasim Holder. Holder đã có cho mình 7 điểm. Osakwe, Huy Hoàng, ném ở góc 45. Và 3 điểm tính cho Huy Hoàng. Rebound và cội phản công cho Jairus Holder. Buffalo còn hai cầu thủ nhỏ con ở phần sân nhà và tất nhiên là rất khó để có thể chống phản công. Điểm cho báo đen anh Kiệt. Chạy. Tốc độ rất tốt. Đánh luôn của Huy Hoàng. 29-23. Holder. Quyết định là catch and shoot. Huy Hoàng phát bóng. Vinh Hiếu đã được tung vào sân. Tiến công. Huy Hoàng không ném. Giờ mới ném. Và 3 điểm tính nữa cho Huy Hoàng. Đột phá để góc không độ. Tiếp tục là Holder. Ném khó, tuy nhiên thì bóng vẫn đi vào rổ. Lúc này thì Buffalo đang sử dụng đội hình không có import. Và đáng lo đây sẽ là điểm cho German Maro. Quá dễ dàng. Phạt quay tuyệt vời. Đây là Andre Michiet. Nhưng đường truyền của Andre Michiet thì quá tệ. Và Huy Hoàng dễ dàng móc món quà từ Andre Michiet. Nửa đầu của hiệp 1 hiệp 2. Trong tay của Holder. Holder quyết định đượt phá vào trong. Chúc mừng anh Triệt. Ba cầu thủ của Hà Nội Buffalo và lỗi điểm cho Jarius Holder. Triple team cũng là không đủ với Jarius Kasim Holder. Mình thấy đến cái Huy Hoàng, những tiến công và Đức Kiên.
hốp vào Jarius Holder, vẫn không thể cản được Holder ghi điểm. Curry và Udodo Sakwe khi nào thực sự cần thiết, và ba điểm của Tiến Dương khỏe để đưa vị trí của Holder. Tuy nhiên thì pha dứt điểm lại chưa chính xác. Tiến Dương vừa hai đi tấn công ở những Januari cũng không thể post play được người đồng nghiệp. Lúc này thì AJ chưa có điểm, ném chính xác phỏng ăn, và đây là cơ hội cho Januari. Vẫn là Januari không bung rổ, lên rổ nhẹ nhàng là rất cao đến từ Đà Nẵng Dragon. Đà Nẵng Dragon đã thất bại trong 11 cú ném ba gần nhất. Còn Januari thì có một pha độc diện đẹp mắt ở sân rổ. Đây pha mất bóng, vẫn là cơ hội William Trần. William Trần kiến tạo, có lỗi điểm. Cơ hội cho 3 point play của Tư Dương Huy. Thiệt đơn thiệt kép, một pha phòng ngự thực sự không đáng có của Việt Hoàng. Tuy nhiên thì nó cũng xuất phát từ việc nỗ lực cản phá pha dứt điểm. Chuyền rất đẹp đến từ January và Tiến Dương. Bóng lắc rổ đi ra ngoài, rất đáng tiếc có Osakwe ở đó. Đà Nẵng Dragons vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Khoảng cách 14 điểm nghiêng về phía Hà Nội Buffalo sau hai hiệp đầu tiên. Tiếp tục là những tình huống luân chuyển bóng của Hà Nội Buffalo. January tiếp tục đua tốt với pha floater. Floater thành công của January. 12 rồi. Hiệu suất rất đáng báo động của những dòng sông Hàn. Và January lại tiếp tục ghi điểm. Đây. Morrow. Vẫn là Morrow. Bị kèm rát rồi. Buộc phải chuyền đi. Còn 8 giây cho Đà Nẵng Dragons. Vẫn là Jarrett Holder. Có điểm cho Holder. Hơi khó của đội tấn công. Thành công. Là January quyết định đánh solo và hai điểm tính nữa cho January. Đây sẽ là một thành tích vô cùng đáng quên. Anh Kiệt, Đà Nẵng Dragon vừa có thêm hai điểm trong thế trận rất khó hiện tại. Thì sẽ là 10 trận thua liên tục. Điều đường Osake tiến vào như trốn không người. Thế lại không ném, nhưng ném mãi thì không vào. Và có điểm cho Công Đình. Tác động nào để phòng ngự? Vẻ như mục tiêu cao nhất của Đà Nẵng Dragon lúc này là tấn công mà thôi. Và hai điểm cho Morrow. Điểm xuất ném của Morrow đang là 0-5. AJ tiến thẳng vào và hai điểm cho Anthony January. Đấu mà chính các cổ động viên của Đà Nẵng Dragon cũng tỏ ra thực sự thất vọng. Anh Hiền vị trí hai điểm cho Đà Nẵng Dragon. Đồ Sa Quê không né và quyết định chuyền bóng. Việt Hoàng cổ rất hay, chỉ số đẹp để hướng tới danh hiệu MVP trận này. Mất bóng quá dễ dàng và sẽ lại là điểm cho Hà Nội Buffalo. Tác động phòng ngự nào của các cầu thủ Đà Nẵng Dragon trong tình huống vừa rồi? Lên rổ rất cao, nếu gọi đây là một pha lay up, cảm giác trái bóng rơi xuống từ trên trần nhà vậy. Đã đứng đợi ở đáy rổ, có điểm trong công đức và xử lý của mình. Anh Kiệt lắc vào, bánh sút và có điểm sau pha thả rổ nhanh cảm của Báo Đen. Anh Kiệt lắc người rất khéo đến từ vị trí của Báo Đen. Tiếp tục là một turnover, liên tục là những turnover của các cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Lên rổ rất hay của Huy Hoàng. Đã một tim rồi. Lúc này thì Đà Nẵng Dragons đã sử dụng một đội hình gồm toàn đội binh. Kiến tạo hay là có điểm được gì. Đấy, chúng ta đang được nhìn thấy hai thái cực hoàn toàn khác nhau đi tiến công. Về mặt điệu buồn của Holder. Anh Kiệt. Thực ra ở thời điểm này thì việc phạm lỗi không còn quá quan trọng. Đây là turnover tiếp theo của Đà Nẵng Dragons. Đây chính là điều mà chúng ta đã nói tới. Kinh nghiệm các cầu thủ đội binh trên sân của Hà Nội đang nhỉnh hơn một xíu, chỉ còn 20 điểm. Và cướp bóng của Khai Lâm Đỗ, vẫn là Khai Lâm đến rổ tay trái không được rồi, nhưng vẫn còn một cơ hội. Cầu thủ Buffalo, Hà Nội Buffalo cũng mong muốn ghi được nhiều điểm nhất có thể. Huy Hoàng, Tiến Dương ở góc không độ, ra tay rất chuẩn mực của Dương Đại Bằng. Thoải mái rồi. Buffalo cũng không thủ quá rát nữa. Cú ném của Tô Ngọc Khanh và bóng đi vào rổ. Một mối liên quan ở họ hàng xa vài đời đúng không anh hiểu? Cú ném ba thành công. Vẫn nhớ màn hủy diệt của Dolphins ở trạng tập trung. Trái chiều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hiếu Hắc, Đinh Toàn Quốc
cho Đà Nẵng Dragon ở trận tập trung. Nếu như họ may mắn hơn một chút trong các trận thua sát nút thôi thì trước Minh Hiếu cùng với Đinh Tuấn Quốc và Trung Kiên phá điểm cho Buffalo. Thì Dương Huy và Đinh Tuấn Quốc cũng không phải là đối gặp nhau lần đầu, và như vậy trận đấu đã kết thúc với tỷ số 88-69, chiến thắng dành cho các chú trâu thủ đô. Thì được chúc mừng Hà Nội Buffalo với chiến thắng trước Đà Nẵng Dragon.